Hôm nay chúng ta sẽ học về nghĩa của từ trong tiếng Việt. Nó vô cùng đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta có từ gì? Chịu. Chịu có nghĩa là gì? Chịu có nghĩa là đồng ý. Ví dụ, em có chịu làm người yêu anh không? Dạ, em chịu. Đơn giản phải không nào? Tuy nhiên, chịu cũng có nghĩa là không đồng ý. Ví dụ, bạn làm giúp tôi bài tập này nhé. Mình chịu thôi. Chịu cũng có nghĩa là trải qua. Ví dụ như là tôi phải chịu sự bất công. Chưa dừng lại ở đó, chịu cũng có thể có nghĩa là cạn lời hoặc là bất lực. Ví dụ như là tao cũng đến chịu mày luôn rồi. Vẫn chưa hết, chịu còn có nghĩa là cho nợ tiền. Ví dụ như là cô bán chịu cho cháu nhé. Em có hiểu rõ không? Dễ nhớ mà đúng không? Chưa hiểu rõ đúng không? Bây giờ mình làm một bài tập vận dụng là hiểu rõ ngay. Bài tập phân tích nghĩa của các từ chịu trong câu sau. Hiệp đi mua đồ chịu mà cô bán hàng không chịu, nên Hiệp cũng đành chịu và phải chịu đói đi về. Rồi ghi vào và làm bài đi. Tiếp theo chúng ta có từ ghê. Ghê có nghĩa là gì? Quá đơn giản. Ghê có nghĩa là xấu hoặc là tệ. Ví dụ, bức vẽ này thấy ghê. Ghê cũng có nghĩa là nhấn mạnh lời khen. Ví dụ, bức vẽ này đẹp ghê. Tuy nhiên, ghê cũng có nghĩa là mang tính mỉa mai. Ví dụ, bạn thì ghê rồi. Em có hiểu không? Nó quá đơn giản mà đúng không? Hôm nay chúng ta lại có từ trả. Nghĩa của từ này rất đơn giản. Trả có nghĩa là gì? Một món ăn. Ví dụ, tôi thích trả. Đơn giản phải không nào? Nhưng trả cũng có nghĩa là anh ấy hoặc là ông ấy. Đây là phương ngữ miền Nam. Ví dụ, tôi thất trả rồi đó. Trả còn có nghĩa là không. Ví dụ, anh trả yêu em. Bên cạnh đó, trả còn có nghĩa là gì ạ? Nhấn mạnh sự khẳng định. Ví dụ, mày lại trả mê nó quá. Tuy nhiên, trả cũng có thể có nghĩa là nhấn mạnh sự phủ định. Ví dụ như, tao hết tiền mua đồ mới rồi. Thôi, mày lại chả nghèo quá. Em vẫn chưa hiểu rõ à? Không sao, là một bài tập vận dụng là mình sẽ hiểu rõ ngay. Ví dụ bài tập sau, phân tích nghĩa của các từ trả trong những câu sau. Bài tập: tôi thích trả mà trả trả thích tôi, chỉ vì tôi không thích trả mà trả lại thích trả. Trả thật trả có lý tí nào cả. Đơn giản phải không nào? Làm đi em. Tiết tiếng Việt hôm nay chúng ta sẽ học về đại từ xưng hô. Rất là đơn giản. Trong tiếng Anh thì chủ yếu người ta xưng hô bằng I và you. Vậy thì trong tiếng Việt sẽ xưng hô như thế nào? Đầu tiên, đối với những người ngang hàng thì chúng ta xưng là gì? Xưng là tôi. Đơn giản phải không nào? Tôi. Hoặc là tao. Cũng có thể là tớ. Hoặc là mình. Tiếp theo là xưng hô theo vai vế. Tùy vào vai vế của người đối diện và vai vế của mình thì mình sẽ xưng hô như sau: anh, chị, em, bố. Và những từ sau cũng đều chỉ bố. Bố, ba, cha, tía, thầy. Mẹ, má, mạ, u, bầm. Cô, dì, chú, bác. Cậu, dượng, mợ, thím. Ông, bà. Và trong ông bà thì có thể là ông bà nội hoặc ông bà ngoại. Cụ, kỵ, cháu, chắt. Nó chỉ có nhiêu đấy thôi, chứ có gì phức tạp đâu. Tuy nhiên, chúng ta phải có một số lưu ý như sau. Lưu ý số 1, đó là trong giao tiếp dù ngang hàng nhau nhưng người ta vẫn có thể gọi nhau là ông bà. Ví dụ như, tối nay đi chơi không bà? Ok ông. Lưu ý số 2, không nhất thiết đối phương phải là cô dì chú bác của chúng ta thì chúng ta mới gọi đối phương là cô dì chú bác. Mà nếu như đối phương là cô dì chú bác của con chúng ta thì chúng ta vẫn được gọi đối phương là cô dì chú bác. Lưu ý số 3, nếu như chúng ta và đối phương là người lạ với nhau nhưng đối phương lại bằng tuổi cô dì chú bác ông bà của chúng ta thì chúng ta vẫn phải gọi bằng cô dì chú bác ông bà, mặc dù chúng ta và họ không hề có quan hệ họ hàng gia đình với nhau. Ví dụ như cô lao công, bác bảo vệ, ông bán cơm, vân vân. Dễ hiểu mà đúng không? Chưa đâu, nãy giờ chúng ta mới học về cách xưng hô ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. Vậy thì ngôi thứ ba chúng ta sẽ gọi như thế nào? Trong tiếng Anh
chúng ta có từ he. Vậy thì trong tiếng Việt có từ gì? Anh ấy, cậu ấy, chú ấy, thằng ấy, lão đấy, khứa đó, hắn, y, thằng cha đó, vân vân. Tiếp theo, nếu như tiếng Anh chúng ta có từ she thì tiếng Việt chúng ta có từ gì? Cô ấy, chị ấy, bà ấy, con đấy, mụ đấy, thị, má đó, vân vân. Nếu như bên tiếng Anh người ta gọi là they, vậy thì tiếng Việt nó sẽ tương ứng với những từ nào? Đó chính là bọn ấy, bọn họ, bọn nó, chúng nó, lũ đó, bầy đó, đám đó, tốp đó, họ, vân vân vân. Đấy, nói chung là nó cũng dễ hiểu đúng không? Học hết tiết này là chúng ta đã biết xưng hô với người Việt Nam rồi. Rồi bây giờ đọc cùng thầy nhá. Nào. Đè. 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 Tốt lắm, bây giờ đọc một lượt nhá. Đè 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 đè. Đè 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 đè. Ôi giời ơi, không đạt rồi. Thôi để thầy cho từ khác dễ hơn nhá. Bây giờ đọc một lượt nào. Đô 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 đô. Đó 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 đó. Ý giời ơi, đọc cái gì vậy? Thôi, phát âm chắc là còn hơi khó. Bây giờ mình qua đánh vần đi, nó sẽ dễ hơn nhiều. Rồi bắt đầu đánh vần nhá. Hờ uyên huyên huyền huyền. Hờ uyên. Thầy thầy thầy. Ui, chưa được. Sơ ắc sắc sắc sắc. Sơ ắc sắc sắc sắc. Ý giời ơi, đọc cái gì? Chưa đạt. Hờ oi hoi hỏi hỏi. Hờ oi hò 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 hò. Chưa được. Từ tiếp theo nhá. Ngờ a nga ngã ngã. Ngờ a ngập 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 ngập. Chưa đạt. Nờ ăn năng nặng nặng. Nờ năn 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 năn. Tiếng Việt nó dễ thôi mà đọc không đâu vào đâu cả. Chán không muốn nói ấy. Và em lưu ý một điều này. Với mỗi thanh điệu thêm vào một từ thì nó lại cho ra một nghĩa khác nhau. Nhưng mà riêng với cái từ đê đề đế đẻ đẽ đệ này thì cái chữ đệ dấu nặng là nó không có nghĩa gì cả. Em nhớ nhá. Tương tự với cái chữ đô đồ đố đổ đố độ. Vậy tôi đố em biết chữ nào trong cái hàng này là nó không có nghĩa. Này, thì cái chữ đệ dấu nặng là nó không có nghĩa gì cả. Em nhớ nhá. Từ đợ, đợ, đợ. Sai rồi, em không hiểu gì cả. Chữ độ vẫn có nghĩa. Đô đồ đố đổ đố độ. Chữ nào cũng có nghĩa cả. Thôi bây giờ mình chuyển qua cái phần sự đa dạng của phát âm vùng miền đi, cho nó đơn giản hơn nhá. Từ này quá đơn giản. Từ gì nào? Từ này dễ, bàn. Có vùng sẽ đọc là bàn. Có nơi sẽ đọc là bèn. Có nơi sẽ đọc là bền. Có nơi sẽ đọc là bàn. Nó cũng đơn giản thôi mà đúng không? Từ tiếp theo mình có từ gì? Từ này dễ, ổi. Tuy nhiên, ổi vẫn không chỉ là ổi. Có nơi nó là ổi. Có nơi nó là ổi. Có nơi nó là ấu. Mình phải biết tất cả các cách đọc thì đi đến đâu nghe người ta nói mình mới hiểu được chứ. Cho một từ dễ hơn nhé. Từ này dễ, rõ ràng. Nhưng có nơi sẽ đọc là rõ ràng. Có nơi sẽ đọc là rõ ràng. Nhưng cũng có nơi đọc là rõ ràng. Và ở một số vùng người ta đọc là gõ gàng. Cũng có một số nơi người ta đọc là rõ ràng, gõ gàng, rõ ràng. Ok em ơi, sao lại xỉu gắt xỉu ra thế này, dễ mà. Dạy đi học tiếp này.